Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay sẽ là một video house tour về ngôi nhà mới của mình. Và chúc mừng các bạn đã xem một vlog rất là thú vị. Nhà có khách, chờ một chút nha. Ai đấy nhở? Hello, hello. Chúc mừng chị mình có nhà mới nha. Ôi, cái gì đây? Ôi, bếp từ à? Cái này chị biết nhá, nhưng mà thôi, chờ chị review xong rồi bọn mình ăn lẩu nhá. Ok, ăn đi thôi. Vào kia ngồi chơi kìa. Video review về nhà thì sau nhé. Và bây giờ thì mình sẽ review về món quà tân gia trước đã. Và thực ra thì chiếc bếp từ này mình cũng đã biết rồi. Mình nhìn thấy ở nhà một người anh mình sử dụng. Thực ra thì những cái đồ gia dụng trong hệ sinh thái của Xiaomi cũng khá là nổi tiếng, bởi vì mức giá thành cực kỳ tốt và mềm nữa. Thì đây chính là em bếp từ Xiaomi Youth Light hay là Xiaomi Mizia Gen 2 ấy. Em này thì mình có biết là mức giá tham khảo ở cửa hàng TCS là khoảng hơn 700.000. Nhưng mà buồn cười là quà tân gia mà mình lại biết cả giá luôn à? Chết rồi, ngại. Ngại quá, coi như là mình không biết gì hết. Đó, thì em này có những cái điểm gì mà tại sao mình lại khen thì hãy cùng xem video nhá. Ok, mình sẽ mở một hộp luôn đây mọi người ơi. Trời ơi, thêm một cái là tân gia mình kinh quá, tiếng xốp. Tân gia mình cũng đang định làm lẩu, thải lấu tiếng xốp. Nhưng mà thế nào mình đã nghĩ là định đun ở cái bếp từ kia, cuối cùng lại được tặng bếp từ di động này luôn chứ. Ôi, tiếng xốp. Lạy Chúa cứu con. Ôi, phải sống đâu cái tiếng xốp này, nghe bị rít tai ấy. Wow, trong này có sách hướng dẫn sử dụng nhưng rất tiếc là mình đã biết rồi. Trời. Uầy, trời ơi, đúng là bóc hộp đồ công nghệ đến đồ gia dụng thì đúng là quá đã luôn. Mình bóc siêu những cái rất là mới. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là bếp từ Xiaomi Youth Light. Mức giá hơn 700.000. Ui, nhỏ gọn thật sự luôn này. Trời ơi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Và bây giờ thì mình sẽ review chi tiết cho mọi người xem nhá. Em Xiaomi Youth Light này thì mình đã thích từ lâu rồi, tuy nhiên là cũng chưa mua, may có được tặng. Thì em này có ưu điểm thứ nhất là mọi người có thể nhìn thấy ngay, đó chính là về thiết kế. Thực ra thì với lối sống tối giản ấy, mình rất thích những cái thiết kế mà nó tinh giản hết sức. Và mọi người có thể nhìn thấy là chiếc bếp từ Xiaomi Youth Light này, nó có một cái thiết kế nhìn rất là sang trọng mà vẫn là rất hiện đại, mà không bị quá là cồng kềnh. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái gam màu chủ đạo, đó chính là màu đen và màu trắng. Ở phần mặt bếp từ ấy, nó sẽ là mặt kính, ui, bóng loáng luôn. Và có những cái như kiểu giả lỗ bếp ga ấy, đúng không mọi người? Và viền xung quanh thì sẽ làm bằng nhựa màu trắng. Và điểm mà mình thích là cái này không có quá nhiều những cái phím vặn, rồi là những cái công tắc cầu kỳ, mà chúng ta chỉ có một núm xoay như thế này thôi. Đó. Chưa kể thiết kế của em này lại rất là gọn. Nói chung là để vào không gian bếp ý, thì nó không bị quá là cồng kềnh mọi người ạ. Và với cái thiết kế là hình tròn như thế này thì chúng ta sẽ dễ dàng là ôm gọn đáy nồi, niêu, song, chảo mà không có diện tích thừa. Một điểm mà mình thích nữa là vì trọng lượng nó rất là nhẹ, chỉ có 2 cân thôi. Và mình cầm bê vác để di chuyển từ bếp ra mặt bàn ăn này cũng rất là dễ dàng. Đối với nữ nhi như mình mà ở một mình ý, thì mình nghĩ là cái này là rất là hợp lý. Đó, dễ mang vác, mình có thể tự làm được tất cả mọi việc. Về phần thiết kế thì em Xiaomi Youth Light này có một cái thiết kế rất là thông minh, đó chính là một cái vòng silicone chống trượt và chịu nhiệt độ cao. Đặc biệt thì cái vòng silicone này các bạn có thể dễ dàng vệ sinh, tháo lắp như thế này luôn. Và với cái vòng silicone này thì chúng ta có thể tránh được những cái rủi ro khi mà nấu nướng bếp núc này, vì nó sẽ chống trơn trượt, giúp cho đặt nồi hoặc là niêu xoong chảo lên trên cái mặt bếp này nó sẽ chắc chắn hơn và nó ở gọn trong lòng này. Từ lòng bếp đó, từ đó thì sẽ giúp tản nhiệt cũng đều hơn các bạn nha. Còn cách sử dụng bếp thì cực kỳ đơn giản, và đây là cũng là một trong những cái ưu điểm mà mình đánh giá cao ở chiếc Xiaomi Youth Light này. Thực ra thì đây là một chiếc bếp thế hệ thứ 2 Gen 2 của Xiaomi Mizia. Chúng ta có một cái phiên bản cao cấp hơn, giá khoảng hơn 1 triệu.
phiên bản đầu tiên ấy thì sẽ có nhiều những cái tính năng tùy chỉnh hơn như là hẹn giờ này và có nhiều cái mức độ nhiệt hơn. Tuy nhiên cá nhân mình thấy thì với nhu cầu sử dụng đơn giản như kiểu nấu lẩu này hoặc là chiên xào cơ bản hàng ngày thì chiếc Xiaomi Root Line này nó đáp ứng khá là tốt. Và đặc biệt là nó rất thân thiện và dễ sử dụng với tất cả người dùng. Bởi vì sao? Không có quá nhiều bảng điều khiển, có quá nhiều chức năng thừa thãi mà chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một cái núm xoay vật lý như thế này. Đây, núm xoay này các bạn có thể điều chỉnh và cài đặt được tất cả luôn. Cụ thể thì các bạn sẽ bật bếp bằng cách là ấn một lần, sau đó là dừng bếp cũng ấn một lần, ấn giữ để tắt bếp ở trên cái bề mặt núm xoay. Còn chúng ta sẽ có cái núm xoay vặn vặn này 9 mức độ điều chỉnh nhiệt độ khác nhau, tương ứng với một dải đèn LED cũng gồm có 9 chấm đèn LED để các bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ khi mà xào, nấu hoặc là hâm hoặc là đun hoặc là làm lẩu gì đấy. Nói chung là mình thấy dễ sử dụng vô cùng, thực ra thì ai nhìn cũng có thể biết cách sử dụng ngay mà không quá cầu kỳ như là phải hẹn giờ này kia. Những cái đấy thì mình nghĩ là đối với ai mà sử dụng phức tạp hơn đó. Còn cá nhân mình thấy thì mức giá 700.000 như thế này là quá tuyệt vời rồi. Và nói nhỏ với các bạn là cái thiết kế núm xoay này này, nó cực kỳ giống với cả cái núm vặn ở trên bếp ga ngày xưa ấy, nên là cũng gần gũi nữa. Ngoài ra thì em này có một cái cơ chế hoạt động rất là thông minh. Khi mà chúng ta đang sử dụng và đặt nồi, đặt chảo lên trên này mà chúng ta nhấc lên ấy thì máy bếp nó sẽ dừng lại, sẽ không nổi lửa lên em nữa. Và khi nào các bạn lại đặt lại nồi và chảo lên thì nó lại bắt đầu hoạt động như bình thường. Đấy, thông minh đúng không các bạn? Tránh được những cái rủi ro như kiểu bếp bị quá nhiệt hay là gì đấy. Và bởi vì ở mặt đáy chiếc nồi này được trang bị một cái cánh quạt mini nên là giúp tản nhiệt tốt hơn và ngăn ngừa tình trạng máy quá nhiệt. Ngoài ra thì bếp cũng được tích hợp cảm biến nhiệt độ nên là khi mà nhiệt độ làm nóng đạt đến cái ngưỡng cảnh báo ấy thì máy sẽ kích hoạt cái hệ thống bảo vệ quá nhiệt và ngừng ra nhiệt. Nói chung là bếp sẽ phát ra một cái tiếng bíp và cái đèn LED này cũng sẽ nháy để có thể cảnh báo cho người dùng. Các bạn thấy thông minh không? Còn những cái ưu điểm mà của chiếc bếp này có thể kể đến tiếp theo đó chính là gì? Đố mọi người biết. Đó chính là công suất lớn mọi người ạ. Công suất lên tới 2100W và nó sẽ giúp cho việc làm nóng cũng như là đun sôi nấu chín thức ăn sẽ nhanh hơn, đặc biệt là làm lẩu đúng không bạn? Mà cái chế độ tản nhiệt cũng rất là đều ở trên mặt bếp nữa. Và kết lại thì thực ra thì hiện tại mình vẫn chưa tìm được cái nhược điểm của chiếc bếp từ Xiaomi Root Lite này. Với mức giá khoảng hơn 700.000 thì mình cảm thấy đã rất hài lòng. Từ thiết kế này và đến cái cách sử dụng cực kỳ đơn giản, những cái tinh giản, tối giản giúp cho không gian sống của các bạn sẽ hiện đại hơn, căn bếp của các bạn sẽ xinh xắn hơn, công suất lớn sẽ giúp ăn lẩu này nhanh chín hơn cho những con ma háu ăn như mình chẳng hạn. Còn nhược điểm là gì nhỉ? Thực ra cái gì cũng phải có nhược điểm chứ đúng không? Nhưng mà mức giá hơn 700.000 mà các bạn. Còn nếu như mà các bạn có muốn một chiếc bếp từ mà có nhiều cái cài đặt tinh chỉnh hơn như kiểu hẹn giờ này, có nhiều mức nhiệt cao hơn này, thì có thể tham khảo thêm chiếc bếp từ mà mình thấy là Gen 1 ý, đời đầu có mức giá khoảng hơn 1 triệu. Còn cá nhân mình thì hơn 700.000 như thế này là quá hợp lý và phù hợp với nhu cầu của mình rồi. Còn các bạn đánh giá như thế nào về chiếc bếp từ Xiaomi Root Line này thì hãy comment chia sẻ ý kiến phía dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng mình ăn lẩu Thái nha mọi người. Xin mời các bạn một bữa lẩu Thái Tân gia. Ôi, chiếc bếp này xinh quá, yêu quá luôn ý. Cảm ơn Nhung.